khán giả đang trở lại với phần tin Á Châu của đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, tin tức cho hay là đua ngựa truyền thống đã được tổ chức để chào mừng lễ hội Stockton ở Xizan, Trung Quốc. Đua ngựa là một sự kiện phổ biến tại lễ hội Stockton truyền thống ở khu tự trị Xizan của Trung Quốc. Và năm nay, 7 thành phố trong khu vực đã gửi những chú ngựa xuất sắc đến thi đấu tại Lhasa, thủ phủ của khu vực tự trị Xizan, Tây Nam của Trung Quốc. Lễ hội Stockton còn được gọi là lễ hội tiệc sữa chua, là một lễ hội xa hoa kéo dài một tuần được tổ chức từ thế kỷ 11, ban đầu được dành để dâng sữa chua cho các nhà sư, kết thúc khóa tiền định của họ. Sự kiện đua ngựa kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào thứ Năm, là một trong những sự kiện giới thiệu tại lễ hội Stockton. Cuộc đua sức bền dài 8 km có lẽ là thú vị nhất. Trong 6 km đầu tiên, thật khó để biết ai là người chiến thắng, bởi vì một con ngựa và người cưỡi ngựa đều đang phải bị kìm hãm. Vào giây phút cuối cùng thì chú ngựa Tây Tạng, Ozu đã thể hiện sức bền và tốc độ đáng kinh ngạc để giành chiến thắng. Ngôi sao đua xe 8 tuổi này đã nổi tiếng vì những chiến công của mình. Tiến bộ quan trọng đạt được tại phòng thí nghiệm trạm vũ trụ của Trung Quốc, người phát ngôn của cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA cho biết, phòng thí nghiệm trạm vũ trụ của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động với những tiến bộ quan trọng đạt được sau khi khởi động một loạt dự án không gian. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Lin Shiquan đã giới thiệu với giới truyền thông về những thành tựu mới nhất mà Trung Quốc đã đạt được trong khoa học vũ trụ. Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống ứng dụng và khoa học vũ trụ gần trái đất với các đặc điểm riêng biệt của Trung Quốc. Chúng tôi đã xây dựng một nền tảng nghiên cứu khoa học vũ trụ quốc gia với các chức năng hoàn chỉnh và hiệu suất tiên tiến quốc tế, bao gồm nhiều lĩnh vực toàn diện. 25 giá thí nghiệm khoa học bên trong Trung Quốc, trạm vũ trụ và một loạt các cơ sở ngoài tàu có thể hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như khoa học đời sống vũ trụ và công nghệ sinh học, thiên văn học vũ trụ và vật lý thiên văn. Mỗi giá thí nghiệm hoặc cơ sở ngoài tàu có thể được sử dụng như một phòng thí nghiệm tích hợp. Người phát ngôn cho biết, cho đến nay, 110 dự án nghiên cứu và ứng dụng khoa học vũ trụ đã được đưa vào thực hiện trên quỹ đạo liên quan đến các lĩnh vực khoa học đời sống vũ trụ và nghiên cứu cơ thể con người, vật lý vì trọng lực cũng như các công nghệ vũ trụ mới. Và robot giống người chiếm lĩnh chương trình tại Hội nghị Robot Thế giới ở Bắc Kinh. Khách tham quan đã được xem màn trình diễn các robot hình người sống động trong số những robot khác tại Hội nghị Robot Thế giới được viết tắt WRC vào năm 2023 ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào hôm thứ Năm, với kỹ nghệ mới giúp nâng cấp biểu cảm và cử chỉ của robot giống người. Xie, một kỹ sư nghiên cứu và phát triển R&D tại công ty robot hình người X-Robots đã cho biết bản nâng cấp đã cho phép khớp của robot hình người di chuyển tự nhiên hơn và có các cử động ngón tay và biểu hiện vi mô tinh tế hơn. Các robot giống người đã nhận được lời khen ngợi từ một số du khách, trong khi những người khác bày tỏ sự sốc trước vẻ ngoài siêu thực của chúng. Hội nghị thường niên này sẽ được tổ chức từ ngày 16 cho đến ngày 22 tháng 8. Bản tin tại Việt Nam, Vingroup tặng quà 30 cổ phiếu VFS vừa phát hành trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cho chủ xe cộng đồng VinFast. Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thông báo sẽ tặng quà tương đương 30 cổ phiếu của hãng xe điện VinFast là VFS vừa được phát hành trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vào hôm 15 tháng 8 vừa qua. Truyền thông nhà nước vào hôm 17 tháng 8 đã cho biết đây là chương trình tri ân khách hàng đặc biệt chưa từng có trên thị trường xe toàn cầu dành cho những khách hàng tiên phong đã ủng hộ VinFast từ những ngày đầu tiên, thể hiện câu đặt khách hàng làm trọng tâm của VinFast. Trang tin VTC News dẫn lời đại diện của VinFast cho biết, tất cả thành viên cộng đồng VinFast Việt Nam trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 và đang còn sở hữu xe VinFast đều sẽ nhận được phần quà trên. Hãng xe điện non trẻ VinFast của Việt Nam có tham vọng chinh phục thị trường Hoa Kỳ khi lần đầu tiên xuất khẩu 999 xe điện sang Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái.
Hãng cũng vừa khởi công xây dựng nhà máy xe điện tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ vào hôm 28 tháng 7 vừa qua. Nhà máy được cho biết là nằm trên diện tích rộng 1.800 mẫu đất và có công suất sản xuất 150.000 xe trong giai đoạn 1. Nhà máy được hy vọng sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, chậm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu là năm 2024. Để gây vốn, hãng VinFast cũng tìm đường để tìm được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và đã sáp nhập thành công với một công ty check khống là Blackspace Acquisition, gọi tắt là BSA. Trong khi đó, các nhà xuất cảng Việt Nam tái đàm phán giá gạo cao hơn sau lệnh cấm của Ấn Độ. Hai nguồn tin thương mại đã cho biết rằng các nhà xuất cảng Việt Nam đã thương lượng lại giá cao hơn cho khoảng nửa triệu tấn gạo khi giá toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong 15 năm sau lệnh cấm xuất cảng gạo của Ấn Độ vào tháng trước. Đây là xác nhận đầu tiên về giá gạo tăng sau lệnh cấm bất ngờ của Ấn Độ với việc các nhà nhập cảng phải trả nhiều tiền hơn cho một trong những mặt hàng thiết yếu được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt. Các nhà xuất cảng gạo của Á Châu đã tăng giá chào bán khoảng 20% kể từ khi Ấn Độ cấm xuất cảng gạo trắng vào tháng trước, làm tăng rủi ro lạm phát lương thực đối với một số người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhất ở Á Châu và Châu Phi, vốn đang phải vật lộn với nguồn cung giảm do thời tiết thất thường và cuộc chiến ở Ukraine. Bên mua đã đồng ý trả giá cao hơn cho một số hàng hóa mà họ đã mua cho đợt giao hàng tháng 8. Một thương nhân tại một công ty thương mại quốc tế đã cho biết như thế. Ông cũng nói thêm rằng khoảng 200.000 tấn gạo đã được vận chuyển trong tháng này, trong khi 300.000 tấn vẫn chưa được bốc tại các cảng tại Việt Nam. Các bên nhập cảng khẩu gạo, nhập cảng bao gồm Indonesia và Philippines đã trả cao hơn từ 30 Mỹ Kim đến 80 Mỹ Kim cho mỗi tấn so với các hợp đồng đã ký ở mức khoảng 550 Mỹ Kim mỗi tấn. Đối với gạo thơm Việt Nam, trước khi Ấn Độ cấm xuất cảng gạo trắng vào tháng 7, các thương nhân có trụ sở tại Singapore đã cho biết như vậy. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, xứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với phần tử vi cuối tuần. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục đón xem.